Vâng, chào các bác và anh em. Và chào mừng các bác quay trở lại với video em giới thiệu chuyên sâu thêm một chút nữa về cái đôi chép JBL. Với cái form dáng cũng như cái thiết kế hình hộp như thế này ở trên cái phiên bản JBL này thì các bác có thể trải nghiệm được cái chất âm nó tươi sáng hơn một chút. Nó có vẻ độc một chút, độc lạ. Sở hữu cho mình một cái mặt chép màu sáng. Sáng này gần như là sáng bóng tia 7 màu này. Đấy, nó được cắt bằng máy CNC và tiện, rất là bóng. Nó để lộ một cái ánh 7 màu ra, rất là đẹp. Đầu đạn thì rất là to. Và con này đường kính nó sẽ là 10. Đường kính chắc chắn nó sẽ trên 10 bậc. Và bên trong là những cái con chặn và đầy đủ các thiết kế để làm sao nó chống cháy và tránh được rủi ro cho các bác và anh em khi đang chơi. Và được cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt cho cái dàn karaoke nhà mình. Các bác hát thoải mái, chơi với đầy công suất khỏe hay âm đi công suất khỏe, đánh thả ra không bao giờ lo cháy. Và em sẽ tăng volume lên và mời các bác và anh em cùng nghe, cùng trải nghiệm, cùng đánh giá, cùng thẩm âm cái chất lượng. Nó gầy những cái tiếng tita cực kỳ hay. Đấy, các bác có thể nghe. Vâng, các bác có cảm thấy thuyết phục không? Thì nó tái tạo rất là sinh động và cái giải siêu cao, giải chép ấy. Nó thể hiện rất là tốt khi nghe trên bản nhạc này có những cái tiếng gảy tí tách của guitar. Nó tái tạo rất là sinh động về cái chi tiết về cái âm của nhạc cụ đó. Và cái sản phẩm này hiện tại đang có mặt tại công ty Zita chúng em. Với cái số lượng không có nhiều bởi vì hàng này nó rất là nặng. Nên về chúng em về mỗi tuần chúng em chỉ về 1-2 đôi, có tuần may mắn thì về 3 đôi. Cho nên các bác khách hàng cũng như các anh em có sở thích nghe những dòng nhạc vàng, thích nó thiên về giải trung sáng chép cao thì có thể liên hệ tới Zita chúng em để đặt hàng. Chúng em sẽ tìm hàng và săn hàng để cung cấp cho các bác theo cái nhu cầu sử dụng. Ok, em đã sẽ dừng video tại đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video clip sau ạ.